Rồi, xin chào tất cả các anh chị em ngày mùng 1 Tết nhá. Năm mới năm 2022. Xin chúc tất cả các anh chị em chúng ta có nhiều tài nhiều lộc và đặc biệt có nhiều thành tựu hơn nữa trong cuộc sống. Có rất là nhiều niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ? Luôn luôn tràn tiếng cười. Ngày mùng 1 thì Hùng sẽ mở màn với một cái video. Hôm qua thì giao thừa bận quá không có thời gian mà lên video được. Ở đây có một cái bạn là bạn Chí Dũng Chu. Bạn có bình luận đây, bạn Chí Dũng Chu đây này, bạn có bình luận là bình luận ở cái video của Hùng vào cái ngày mùng 9 tháng 1, đó là màn đối đầu căng não có 102 với app tín dụng đen. Thì bạn này, bạn có bình luận thế này này, bạn nói là có vay có trả chứ anh làm việc tạo nghiệp quá, anh làm việc tạo nghiệp quá, tiếp tay cho bọn bất nhân sủ nợ. Thứ nhất là tôi cũng không biết là bạn Chí Dũng Chu thì bạn là bao nhiêu tuổi, nhưng tôi gọi là bạn. Và tôi cũng không biết là bạn đã đi vay app thử chưa. Nếu như mà bạn chưa vay app thử thì bạn hãy vay dùng tôi một cái app thôi. Bạn vay dùng tôi một cái app và bạn nhớ nhé. Bạn nhớ nhé. Bạn hãy vay và bạn sống theo kiểu của người đi vay. Nghĩa là vay xong không có tiền trả, rồi đi vay rồi trả, vay rồi trả. Sau đó bạn cầm toàn bộ tiền bạn trả hết tụi nó. Sau đó nhé, bạn cầm toàn bộ tiền trả hết tụi nó để xem sau khi trả rồi bạn có bị đòi nữa hay không. Để xem nhé, đây là mới một vế thôi. Để xem là sau khi trả xong bạn có bị đòi nữa hay không, hay là sau khi trả xong vẫn bị đòi. Và cái đòi một cách mất dạy, nó sẽ nói rằng hôm qua mày trả cho ai thì bây giờ mày đi nói chuyện với người đó. Còn tao, nếu hôm nay mày không trả, tao lại đăng ảnh gọi người thân của mày. Đó là một vế. Rồi, vế tiếp hai, tiếp theo bạn thử trễ cho tôi đúng một nửa ngày thôi, nửa ngày đừng nói một ngày, bạn trễ cho tôi nửa ngày thôi để xem là họ hàng anh chị em bạn bè đồng nghiệp bốn đời tổ tông nhà bạn có bị nó bới lên hết hay không. Ông của bạn, bà của bạn nằm ở dưới rồi nó còn bới dậy để trách bạn rằng thằng mất dạy. Bởi vì sao, tại sao bạn nói một từ là tiếp tay cho bọn bất nhân xù nợ? Ủa, vậy là áp xù nợ được đúng không? Vậy là xù nợ áp được đúng không bạn? Đầu năm mới tôi nói với bạn này, tại sao người ta lại xù nợ được? Tại sao người ta lấy được tiền của áp? Có rất là nhiều đối tượng xấu, tôi thừa nhận. Có rất là nhiều đối tượng xấu vay xong không trả. Tôi chỉ đi giúp những người mà nghèo thôi. Giúp những người nghèo thôi. Còn những người mà vay xong không trả, kệ bố chúng nó, nghiệp chúng nó mang. Còn những người mà tôi giúp ấy, là họ đã trả hàng chục lần rồi. Thậm chí trả xong vẫn bị đòi và cuốn vào cái vòng luẩn quẩn. Bạn có biết không, vừa rồi tôi giúp cho một người vay, người đấy vay 100 triệu đi trả 200 triệu rồi nhá, đi trả 200 triệu rồi. Sau đấy không vay nữa, tự động thằng Việt Đồng với Siêu Đồng nó chuyển thẳng vào 70-80 triệu. Sau đấy nó đòi 150 triệu, trả đi, trả như thế nào, trả xong nó lại chuyển vào. Tôi nói có cái đèn ở trên kia, tôi mà nói sai tôi chịu nhá. Đấy, tôi hỏi bạn ấy, bạn thử đi vay đi. Ủa, rồi bạn nói là tiếp tay cho bọn bất nhân xù nợ. Ủa, tại sao áp lại xù được nợ ta? Hay là do áp làm sai? Hay là do áp sống ở ngoài vòng pháp luật? Hay là do áp bậy bạ? Nếu áp cho vay chuẩn, đòi nợ chuẩn, có giấy phép hẳn hoi thì không bao giờ có ai xù hết. Tôi nói với các bạn nghe này, Công ty tài chính cho vay khét thật đấy, nhưng đến thời điểm giờ không có ai dám xù cả. Đâu đó chỉ một vài người cứ tưởng rằng là không bị sao, nhưng rồi đợi một vài năm sau bắt đầu có tiền, có bạc, có địa vị, con cái lớn xong, lúc đấy mới nhận cái hậu quả. Hậu quả ở đây không phải là do nhân quả đâu, mà do chính bản thân những người đòi nợ nó mang tới. Dọa nạt giết, lúc đấy nó đòi cả gốc, cả lãi, cả phạt, từ 50 triệu thành 200-300 triệu vẫn phải chấp nhận. Thấy thằng Sinan chưa? DSP chưa? Những bài học xương máu đang còn ở đó. Nên bạn Chí Dũng Chu ạ, bạn phải giống tôi đây này. Tôi trước khi đi làm cái này, tôi đi vay app trước, trải nghiệm trước. Nó đòi dọa nhà tôi này, đòi giết con tôi này, đòi bắt cóc con tôi này, đòi bắt vợ tôi này, đòi bắt tôi. Tôi xuống tận Sài Gòn nằm chờ, chả có thấy thằng nào cả. Gọi, tao đang ở đường Công Ký đây, không thấy đâu cả. Hả? Ở đâu? Rồi cuối cùng không đòi được, bắt buộc phải im cái mỏ của tụi nó lại, vớ vẩn là tao bóc đi luôn, nói thẳng luôn như thế cho nó nhanh nhá. Đấy, cái câu chuyện đấy, bạn thử đi vay đi. Mùng một Tết tôi nói chuyện như vậy để bạn hiểu, bạn nắm. Còn ở đây quan điểm của tôi không phải giúp mọi người bung nợ,
những người trả hàng chục lần rồi, những người trả xong rồi vẫn bị đòi, những người vay tiền để đi chữa bệnh, những người làm những cái việc, tôi nói thẳng luôn, tôi tính toán chứ, áp lấy của người ta quá nhiều tiền rồi tôi mới làm, chứ còn tôi cũng đâu có rảnh. Bạn đã thấy những cái clip tôi chửi người ta chưa? Mới vay lần đầu tiên, vay xong bảo anh Hùng ơi giúp em mới cứu. Tôi là cái người chửi, chửi đến mức độ người ta bảo sao Hùng này nó chửi khách hàng như chó. Không, cái bọn ấy không phải khách hàng của tôi, không phải khách hàng của tôi. Khách hàng của tôi là những người khác, những người không phải. Anh chị hiểu không ạ? Mới vay lần đầu xong về nhờ tôi không làm. Tôi đâu có bị điên. Trời, tôi đâu có bị điên đâu các anh chị. Làm nó phải đúng chứ. Bảo ai bắt tụi mày vay? Đúng ạ, ai bắt tụi mày vay? Vay xong trả không được, cái lúc vay bọn mày có nghĩ đến chuyện là 7-8 ngày tới phải đi trả tiền cho người ta không? Tiền tươi thóc thật đấy. Nhưng nếu mà hàng chục lần, tôi nghiên cứu hết chứ đâu phải vớ vẩn được anh chị. À, tôi muốn nói với anh chị thế này thôi. Đầu năm mới 2022, tôi không muốn nói nhiều. Tôi rất bận. Bận, tôi tranh thủ được một tuần, đúng một tuần để nghỉ ngơi, để lấy lại sức mạnh, lấy sức lực ấy, lấy cái động lực để làm. Bởi vì sao? Ngày nào cũng có anh Hùng ơi cứu em với em vay app, rồi hết app đến công ty tài chính, hết công ty tài chính đến xã hội đẹp, đủ hết. Và hàng ngày tôi phải nạp tất cả những thứ đấy vào não. Tôi nói thẳng luôn, tôi mà không cứng ấy, không cứng nhá, thì chắc là đi lâu rồi. Não mà không cứng đi lâu rồi. Có nhiều thằng nó còn bảo tôi mõm. Hôm bữa tôi ra cái clip gì mà clip mà mấy thằng giang hồ con nó về nhà ấy, tôi mới bảo ấy, lúc tao làm mưa làm gió ngoài đường ấy, mày đang còn phải bón cơm, nên bây giờ mày không đủ tư cách để mày nói chuyện với tao. Không, không đủ tư cách để nói chuyện với tao nhá. Còn ở đây ấy, câu chuyện ở đây tôi chẳng muốn nổ gì cả, không muốn nổ niếc gì hết đấy, không muốn nổ. Tôi làm đúng việc của tôi thôi. Có rất là nhiều người bảo anh Hùng ơi sao anh không làm clip của chị Hằng đi. Không, không phải lĩnh vực của tôi không làm. Rồi có nhiều người bảo anh Hùng ơi anh Dũng ra tù rồi kìa, anh Hải Bánh ra tù rồi kìa, sao anh không làm clip? Mày láo, mày đừng có gọi là anh, khi mày còn gọi tao là anh ấy, thì mày phải gọi đó là chú. Ví dụ như chú Sơn Bạch Tạng nè, đấy là chú của tao, chú. À, tao gọi là chú, bằng tuổi bố mẹ tao, mày đi gọi bằng anh. Chú Hải, tao gọi chú Hải. Nếu như anh em xã hội bên ngoài mai mốt gặp, chú ấy cho gọi anh thì ok gọi, nhưng đấy là vai chú rồi. Cái chất, cái đậm của ông ấy mình cả đời cũng không bằng được. Thằng mấy thằng ở ngoài đường vớ vẩn, bu hôi bu bám tùm lum tùm la thế này các thứ, bảo thế này thế kia, anh ông Hải chỉ là này, mày không đủ tuổi, lúc ông làm mưa làm gió mày còn đang ăn cứt ngoài đường, bốc cứt mình ăn, vừa bò vừa ăn, nói để mày biết thân biết phận mà sống. Hôm bữa có thằng nào nó nói về fan chính nghĩa của chị Hằng, nó bị đấm cho mõm nó máu không đó. Tao bảo lông mày lắm lông, mồm mày lắm lông, mày bị đấm thôi, đời đừng có đụng chạm, thấy không nha. Ví dụ như tôi chẳng hạn đấy, như Hùng đây, chỉ cần nói một câu thôi, ở trong cái xã hội này 63 tỉnh nhiều người sẵn sàng tử vi đạo, sẵn sàng giúp Hùng ngay. Có thằng nào ở tỉnh nào chỉ cần dám lên thách thức đi, Hùng chỉ cần lên nói một câu thôi là thằng đó chắc là về là ăn cháo, mồm với răng là nó lẫn lộn, thấy không, mồm chắc toàn lông luôn. Nói vậy thôi để hiểu cái câu chuyện, quay trở lại vấn đề cái chuyện app. Tôi nói như vậy anh chị hiểu thôi, anh chị nào hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Và bản thân tôi nói thẳng thế này, bọn app mà làm đúng, cho vay đúng thì chẳng thằng nào xù được hết. Tụi nó làm sai bậy bạ, bọn nó là bọn giống như bọn mà sống ngoài vòng pháp luật vậy ấy. Nên người ta mới bùng mới xù được chứ, đúng không ạ? Trời. Rồi chốt lại nhá. Ở cái ông gì Chí Dũng Chu nha, cứ thế mà coi nhá, đi vay đi, trải nghiệm đi, rồi hãng lên đây nói chuyện. Còn á, ở đây chưa nói là đủ tuổi hay không, nhưng mà hôm nay trả lời cái bình luận này nhân mùng một Tết, và một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị năm 2022 ngày mùng một đầu xuân nhiều sức khỏe, nhiều tài, nhiều lộc, và đặc biệt luôn luôn giữ một cái tinh thần thép vào trong người. Nợ thì nợ đòi, nhưng những ngày xuân không cần quan tâm nữa, hãy sống hết mình với gia đình, chăm lo gia đình. Rượu cháy thôi, uống ít thôi, uống nhiều mất bình tĩnh, uống nhiều mất bản thân, uống nhiều lời ra nó dở đi, tập trung nghỉ ngơi và kiếm tiền. Rồi cảm ơn anh chị, hẹn các anh chị ở một video sau. Tôi xin phép anh chị là tôi
tôi sẽ nghỉ đến hết ngày mùng 6, nghĩa là mùng 7 tôi mới đi làm. Thì trong quá trình từ hôm nay cho đến ngày mùng 6 ấy, có thời gian tôi sẽ lên video, còn không có anh chị vui lòng là thông cảm cho tôi, vì nhiều lúc tôi cũng say chứ. Xin chào nhá.